Hello, xin chào mọi người nha. Thì hôm nay em có cái mẫu cây trang cam này lo em chia sẻ tới anh chị của mình ha. Thì lô này của em còn cũng không có được nhiều nữa, thì em thanh lý tới anh chị của mình luôn. Giá là 4 cây. Ê, em xin lỗi, giá là 3 cây là 400 ngàn. Em bao ship cho anh chị của mình luôn nha. Thì để em lấy mẫu một cây ra cho anh chị mình xem. Ở đây thì em có khoảng cỡ 50 cây nữa thôi anh chị ơi, không có nhiều đâu. Còn khoảng cỡ 50 cây nữa thôi, nó đang có hoa giống vậy nè anh chị mình xem nè. Hoa của cái trang cam Đài Loan thì nó rất là đẹp, anh chị thấy không? Quá trời hoa của nó luôn. Thì cái giống này thì em đã thuần chậu của nó tầm khoảng cỡ 5 tháng rồi đó anh chị. Em trồng ở ngoài thì nó cũng cả năm nữa, tính ra cây này nó cũng được một năm mấy tuổi rồi. Thì giá của nó thì 4 cây có 300 ngàn hả anh chị. Em bao ship cho anh chị của mình luôn. Còn anh chị mình mua lẻ thì 150 ngàn một cây đó. Cái hoành gốc thì để em quay cho anh chị mình xem tham khảo. Thì cái hoành gốc của nó ở dưới này nè anh chị thấy không? Cái gốc của nó dưới này hoành khoảng cỡ 7-8. Cây nào lớn dữ lắm thì hoành cỡ 9 nha anh chị. Thoát thân của nó thì thoát thân được khoảng cỡ 2 gang. Thì em đo một cây mẫu đại diện thôi, tại vì cái lô này cây nào nó cũng như cây nấy hả đó anh chị, thấy mấy cây đằng kia không, cây nào cũng vậy hết trơn á, nó tương đương như nhau hết nha. Thì em quay mẫu một cây. Anh chị nào mà mình muốn rõ hơn á thì mình cứ nhắn qua cái Zalo của em, thì em sẽ chụp lại một số cây cho anh chị mình lựa ha. Còn anh chị nào mà mua dễ á, anh chị nào mua dễ thì cứ nhắn qua số điện thoại của em hoặc là cái Zalo của em đó, thì 3 cây là 400 ngàn. Mình mua được 3 cây về luôn, giờ mình chơi. Giá này nói chung là rẻ dữ lắm rồi, không có bớt được nữa nha anh chị. Phí ship thì cây này nó lớn, nên phí ship nó mắc. Một cây vậy mấy chục ngàn tiền ship á anh chị. Mà tính ra cây gì có hơn 100 ngàn hả. Thì nó còn có mấy chục ngàn cây, không có nhiêu tiền cây chứ anh chị ơi. Anh chị nào muốn mua thì mình nhanh tay á. Đối với cái anh chị mà mua mấy cái chậu trang nhỏ lúc trước, giờ anh chị mình chơi chậu trang cam Đài Loan mà giá 60 ngàn đó. Thì anh chị thấy cái cây nó cũng rất là nhỏ, nó đâu có lớn đâu mà hết 60 ngàn rồi. Còn ở đây hiện tại anh chị mình thấy mấy cây này nó rất là lớn nè anh chị. Cây nè, tàn tược rồi, nó xum xê hết trơn rồi. Trồng nó đã được 1 năm tuổi rồi, bây giờ thần chậu vô thêm được mấy tháng nữa thì nó đang lên hoa nè, em quay cho anh chị mình xem. Cái mặt hoa nó đẹp nè, anh chị thấy không? Hôm hổm thì nó chưa có lên bông, thì chưa có quay được đó. Mới lên cái búp như vậy thì anh chị mình thấy nè. Cái búp rất là nhỏ, khi nó nở ra cái hoa gì là anh chị mình thấy nè. Mới biết được nó đẹp thế nào hết, tại vì nhìn cái búp mình đâu có biết nó ra làm sao đâu. Thì một cây như vậy á, nếu mà anh chị mua lẻ thì giá là 150 ngàn, em bao ship cho anh chị mình. Còn anh chị mình mà mua 3 cây á thì 400 ngàn, bớt cho anh chị mình 50 ngàn nha. Đó, bớt cho anh chị mình 50 ngàn chơi nha, không bớt được nữa nha anh chị. Giá này bèo lắm rồi, không bớt được. Anh chị muốn mua thì mình tham khảo. Còn ngoài ra thì bên em có một số mẫu hoa giấy nữa. Giấy thì ở đây nó cũng có đủ loại, giấy Ấn Độ, rồi giấy ghép 3-4 màu đồ nè, rồi giấy tím tuyết, hay là giấy em xin lỗi tím bướm đó, tím bướm nè, hoặc là phớt hồng, thì các thứ đồ rất là nhiều. Thì anh chị có thể xem tham khảo ở clip trước của em, rồi bình luận vô clip trước ha. Clip hôm nay thì nói chung cũng có công việc, nên là không có thể nào mà bốc số kịp cho anh chị của mình. Để coi anh chị nào mà trúng cái giải ngày hôm qua, em gửi cái phần quà mini cho anh chị mình đó. Thì phần quà hôm qua thì cái cây mini ở đây, đây nó đang lên bông rất là đẹp nè anh chị. Cây trang đỏ lá tim đó, anh chị thấy không? Cái lá của nó hình trái tim nè, đang lên bông rất là đẹp đó. Anh chị nào muốn nhận được cây này thì mình cứ bình luận ở cái một video ngày hôm qua của em ha, ngày 14 tháng 3 đó, có cái video đó anh chị bình luận. Còn anh chị nào mà mình xem được cái video này, anh chị bấm like ủng hộ em ha. Khi anh chị like thì những anh chị khác người ta sẽ xem được nữa, người ta sẽ có cái đề xuất đó anh chị, người ta sẽ xem được. Mặc dù là anh chị mình không có mua, mình chỉ like cái video thôi, thì những anh chị khác nhiều khi người ta muốn mua đó, người ta sẽ thấy được và người ta mua được. Thì đó cũng là một cái hình thức mà anh chị đã ủng hộ em rồi đó. Thì em cũng cảm ơn anh chị đã theo dõi hết video của em. Thì clip hôm nay em thông báo tới anh chị là em chưa có làm kịp nên không bốc số kịp, thì hẹn anh chị ở clip ngày mai nha. Đó. Còn cái lô trang cam Đài Loan này em xả ra giá là 3 cây là 400 ngàn, lẻ là 150 ngàn một cây. Thì em bao ship cho anh chị mình tặng nhà luôn ha. Rồi em chào tạm biệt tất cả anh chị của mình nha. Anh chị nào yêu thích bấm đăng ký kênh ủng hộ em ha. Em chào tạm biệt tất cả anh chị ha.